Nói không với thực phẩm bẩn cũng có nghĩa là đi tìm nguồn thực phẩm sạch. Phóng viên của chúng tôi cũng tìm hiểu về những mô hình sản xuất chăn nuôi thực phẩm sạch. Và thưa quý vị, nổi bật nhất, không thể không nhắc đến trong năm qua, đó là việc sản xuất và kinh doanh thực phẩm sạch theo chuỗi. Như là tại cơ sở chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn hữu cơ tại Hòa Bình mà tôi đang có mặt ở đây. Đầu tiên là kiểm soát chất lượng lợn giống, trực tiếp lai tạo từ lợn móng cái và lợn ngoại để đảm bảo độ thơm ngon đặc trưng, sàng lọc phân loại để chọn những chú lợn giống khỏe mạnh nhất. Thứ hai là kiểm soát môi trường sống, đủ điều kiện vệ sinh thú y, an toàn bệnh dịch. Mọi đối tượng khi ra vào trang trại đều phải phun dung dịch diệt khuẩn, ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập. Nguồn thức ăn và nước uống cũng do chính cơ sở kiểm soát, đây cũng là yếu tố quyết định chất lượng của lợn. Tại cơ sở này, cám hữu cơ được chế biến lên men trực tiếp từ ngô, cám gạo, khô đậu tương và mật mía. Tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của cám công nghiệp. Nguồn nước giếng khoan sẽ được bơm lên bể lắng, xử lý sắt cùng các kim loại nặng, rồi từ đó theo hệ thống ống dẫn sẽ được truyền trực tiếp về tận chuồng cho vật nuôi. 8 thậm chí là 9 tháng là thời gian xuất chuồng của lợn nuôi cám hữu cơ, cao gấp 2 lần thời gian xuất chuồng của lợn nuôi cám công nghiệp. Bước cuối cùng là kiểm soát quy trình giết mổ và đóng gói công nghiệp. Lợn được giết mổ treo, loại trừ mọi nguy cơ nhiễm khuẩn, sau đó sơ chế, phân loại rồi bọc màng co, dán tem ghi rõ ngày giờ giết mổ để từng miếng thịt đều có thể truy xuất nguồn gốc. Từ những con lợn giống được nuôi dưỡng trong môi trường đảm bảo với nguồn thức ăn và nước uống được kiểm soát, sau khâu giết mổ và đóng gói sẽ trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Rất nhiều những cơ sở sản xuất thực phẩm sạch được công nhận. Phóng viên của chúng tôi đã có mặt tại hầu hết những tỉnh thành và thực tế trải nghiệm quy trình sản xuất và gửi đến những người tiêu dùng. Khác hẳn với năm 2015, khi chưa có một cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn nào được chứng nhận theo chuỗi. Năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố danh sách 69 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, có mặt trên gần 20 tỉnh, thành phố khắp cả nước. Hầu hết các tỉnh, thành phố đều có các chuỗi sản xuất thịt cũng như rau an toàn. Bên cạnh đó còn có những sản phẩm thế mạnh của từng vùng. Như tại Hòa Bình, ngoài sản phẩm thịt lợn, còn có rau củ quả các loại theo tiêu chuẩn hữu cơ. Hay tại Lâm Đồng, sản phẩm đặc trưng là chè cũng được sản xuất theo chuỗi, được kiểm soát chặt chẽ từ khâu trồng đến chế biến. Còn tại Bình Dương hay các tỉnh miền Nam Bộ, đặc sản vẫn là trái cây. Để nói rằng là cái sự tiến bộ trong năm 2016 vừa qua với thói quen mua sắm thực phẩm của những người tiêu dùng thì chúng ta phải kể đến phần mềm mà tôi đang có trên tay đây. Đó chính là phần mềm truy xuất nguồn gốc được tích hợp vào điện thoại. Cài đặt ứng dụng tương thích với hệ điều hành. Quét mã cốt trên con tem được dán lên từng miếng thịt lợn. Thông tin về nguồn gốc của sản phẩm sẽ hiện lên. Để có những thông tin trên con tem truy xuất, trước khi lợn xuất chuồng, mỗi chủ trang trại phải kích hoạt vòng nhận diện do hệ thống T-Food cung cấp. Đây là những chiếc vòng đã niêm phong, có chốt khóa an toàn, không tháo ra được và gắn một mã cốt. Sau khi chủ trang trại kích hoạt mã cốt, những chiếc vòng nhận diện sẽ được cột vào hai chân của lợn. Theo quy trình của lợn từ trang trại qua trạm thú y, đến cơ sở giết mổ, chợ đầu mối, kênh phân phối lẻ, tất cả thông tin tại từng địa điểm sẽ được tích hợp vào mã cốt. Tại điểm cuối là các nhà bán lẻ, thông tin tích hợp trước đó trong mã cốt sẽ được truyền vào tem truy xuất, dán vào sản phẩm. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh đã có 1.000 trang trại, 21 cơ sở giết mổ và 349 điểm bán đăng ký tham gia chương trình truy xuất nguồn gốc thịt lợn. Sau thịt lợn, một số điểm bán tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu có những sản phẩm rau truy xuất nguồn gốc thí điểm và dự kiến sẽ phát triển rộng hơn nữa trong thời gian tới.